ngày 16 tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ có màn tiếp đón đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018. Các chuyên gia bóng đá nhận định đây sẽ là trận đấu rất khó khăn với đoàn quân của đội tuyển Park Hang-seo. Đánh giá về đối thủ của đội tuyển Việt Nam, cựu tiền đạo Lê Công Vinh nhận định Malaysia có những điểm mạnh riêng. Cựu danh thủ quyền thầy trò Park Hang-seo cần phong tỏa hai cánh của đối khách nếu muốn giành trọn vẹn 3 điểm. Công Vinh chia sẻ, Malaysia có thể hình, thể lực và những cá nhân tốt. Tuy nhiên, họ chỉ mới so kè với hai đối thủ yếu là Campuchia và Lào, nên thực sự chúng ta vẫn chưa nhận diện được hết sức mạnh của Malaysia. Tuy nhiên, tôi tin chắc nếu chơi đúng phong độ, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể giành chiến thắng trước Malaysia trên sân Mỹ Đình. Nếu đá với Malaysia, chúng ta cần khóa chặt hai cánh của họ, đặc biệt là bên phải với gương mặt trẻ Safawi Rashid rất khó chịu. Ngược lại, hàng tiền đạo của Malaysia lại không quá mạnh và họ phụ thuộc rất nhiều vào cựu binh Talaha. Theo nhận định của sĩ Vi 9, hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam cần đặc biệt dè chừng Safawi Rashid, nhân tố đột biến bên phía Malaysia. Tiền vệ sinh năm 1997 vừa tỏa sáng ấn tượng tại ASEAN 2018 khi ghi tới 4 bàn thắng cho đội tuyển Olympic Malaysia. Ở tuổi 21, Safawi Rashid là tài năng xuất sắc nhất của bóng đá Malaysia, là trụ cột không thể thiếu ở đội tuyển quốc gia nước này. Mới đây, Rashid cùng lúc được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất, tiền vệ xuất sắc nhất, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của bóng đá Malaysia năm 2018. Còn lão tướng Talaha là thành viên duy nhất còn sót lại từ thế hệ vàng của Malaysia, vô địch AFF Cup 2010. Trong quá khứ, Talaha đã không ít lần khiến đội tuyển Việt Nam phải ôm hận bằng những bàn thắng quan trọng đến vào những thời khắc quyết định. Anh đã cùng đội tuyển Malaysia đánh bại đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết SEA Games 2009. Sau đó, Talaha cũng là người ghi bàn trong chiến thắng 4-2 của đội tuyển Malaysia ngay trên sân Mỹ Đình. Qua đó, loại đội tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Suzuki Cup 2010. Sau đó, Talaha cùng các đồng đội đã đánh bại Indonesia với tỷ số 4-2 để lần đầu tiên đăng quang AFF Cup.